Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhật Audio. Hôm nay thì Nhật sẽ giới thiệu với anh em một sản phẩm là sẽ đến từ thương hiệu là Sansui. Và sản phẩm này thì sẽ có tên model là AU Alpha 367DG. Đây, mời anh em cùng xem. Sản phẩm này thì sẽ có hình thức còn rất là tốt, trên 95%. Và sản phẩm này thì sẽ thuộc dòng Alpha đây mà. Nên sản phẩm thì sẽ có mặt dán gương và ở dưới là vừa phủ một lớp sơn đen mờ. Và hiện tại thì Nhật đang bán bộ sản phẩm này với mức giá là 7.200.000 đồng và bao ship luôn toàn quốc cho anh em. Anh em muốn mua thì liên hệ với Nhật qua số điện thoại hoặc Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Rồi mời anh em cùng xem qua và tổng quan về sản phẩm và cả hình thức và thiết kế. Anh em đây là mặt bên của sản phẩm. Rồi đây là mặt sau sản phẩm. Vẫn còn rất là đẹp, chữ nghĩa rõ ràng nha anh em. Chữ nghĩa của sản phẩm này sẽ có in màu vàng, rất là tươi mới. Đây anh em, và điểm mà nhấn sản phẩm này là sản phẩm này thì sẽ trang bị cho chúng ta là cổng optical đây mà. Cổng này thì sẽ kết nối với TV thì sẽ cho chất âm nhanh hơn. Anh em có biết rồi đấy, kết nối với TV mà qua những cái cổng mà như là bung sen hoặc là cổng bình thường thì tín hiệu nó sẽ chập chờn và sử dụng qua rất là khó chịu. Nên truyền qua cổng optical thì nó sẽ cho chất âm phải nói là sạch trong hơn vì cái tín hiệu nó nhanh mà nó không bị nhiễu anh em ạ. Đây còn ngoài ra sản phẩm này sẽ còn trang bị đầy đủ các cổng và cốc xít và digital rất là đầy đủ nha mà. Sản phẩm ở đây thì sẽ trang bị cho chúng ta tổng cộng là 8 chạp loa cho anh em khả năng là chơi 4 loa cùng một lúc. Và khi anh em chơi 4 loa cùng một lúc thì trở kháng sẽ là từ 4 đến 16 ohm. Đây là một giải trở kháng rất là rộng luôn anh em ạ. Anh em có thể chơi tất cả các cặp loa trên thị trường hiện nay ở cái mức trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Sản phẩm này sẽ có số serial ngay tại vị trí này. Còn bên đây chính là tem của sản phẩm. Sản phẩm này sẽ chạy điện là 100V, công suất là 250W và sẽ ngang với những dòng như là Alpha 667 anh em. Alpha 667 thì nó cũng sẽ chạy công suất là 250W. Đây là một công suất mà nói là rất là tốt, đủ để anh em chơi với những cặp loa 4 tấc trở lên vẫn rất là ok anh em ạ. Sản phẩm thì sẽ được trang bị tất cả các cổng kết nối tín hiệu nguồn vào rất là đầy đủ, thoải mái để anh em phối ghép với nhiều tín hiệu nguồn vào. Ví dụ như là anh em cắm CD thì qua cái đầu CD và line và tuner này thì anh em cắm qua như là điện thoại hoặc máy tính bảng hoặc đồ băng cối, rất là đầy đủ và thoải mái. Tép và chức năng về ghi âm anh em ạ. Ngoài ra còn có chức năng professor này, không được là chức năng dùng để chơi qua sub hoặc anh em biến này thành đẩy hoặc là thành một cái pre, rất là ok với bộ giải mã tín hiệu mà của những dòng sản phẩm mà phải có cái bộ chuyển đổi digital thì nó mới có những cái con chip để mà giải mã rất là tốt luôn anh em ạ. Rồi mời anh em cùng xem qua bề mặt trước của sản phẩm. Anh em, sản phẩm này sẽ được trang bị cho chúng ta là khả năng chơi với 4 loa cùng một lúc. Cái nút điều chỉnh là bass, treble và ba lăng. Và đặc biệt thì sản phẩm này sẽ có luôn cả loa nét luôn anh em ạ. Đây, còn đây là nút tone, khi anh em nhấn vào thì sẽ điều chỉnh được bass và treble, ba lăng và chức năng chơi qua tép, chức năng ghi âm, multi professor đầy đủ và các cổng kết nối tín hiệu nguồn vào. Đây có cổng optical đây mà. Nữa mình sẽ test nhạc qua cái cổng optical này để anh em cùng thưởng thức chất âm sạch nhất có thể. Rồi nút volume của sản phẩm. Rồi mời anh em cùng xem qua bề nội thất ở bên trong của sản phẩm. Sản phẩm sẽ được trang bị cho chúng ta tổng cộng là 8 sò thang, 2 tủ đập nguồn và một tăng phô rất là lớn anh em ạ. Cộng với công suất của sản phẩm mà đến tận 250W thì cho chúng ta khả năng là phối ghép với nhiều loa cùng một lúc hoặc đánh những cặp loa khó tính thì nó sẽ tốt hơn. Và chất âm của sản phẩm này thì rất là dịu dàng và ngọt ngào chi tiết. Nó sẽ giúp cho anh em có thể thưởng thức trọn vẹn những bản nhạc vàng một cách sâu sắc hơn. Rồi mời anh em cùng thưởng thức chất âm.
Tại thì Nhật đã kết nối cả dây loa và cả dây tín hiệu nguồn vào của sản phẩm anh em ạ. Tín hiệu nguồn vào của sản phẩm thì Nhật kết nối qua cổng mà optical qua cái CD này nha anh em. Đây, và Nhật sẽ chơi qua với cặp loa là Sansui SB3200. Và cặp loa này sẽ thuộc cặp loa là Bass 30 và sẽ có 5 đường tiếng để tái tạo đầy đủ nhất chất âm. Nhật sẽ test với một ca khúc nhạc vàng nha anh em. Đây mời anh em cùng xem. Đây Nhật đã chỉnh cổ optical và Nhật sẽ mở tone, tắt loa nét đi để mà cuối bài hát thì Nhật sẽ mở loa nét để anh em thấy sự khác biệt. Rồi mời anh em cùng thưởng hết chất âm.
chất âm của âm đi xanh xui 367 DG phải nói là rất là tuyệt vời anh em ạ. Khả năng tái tạo lại lời bài hát thì rất là chi tiết, chất âm nghe rất là trong và không bị đục, và các giải về bass và chép nghe rất là êm đềm. Về đặc biệt thì chép thì khả năng tái tạo nó rất là leng keng. Phải nói là chất âm bên này thì phải nói là không có gì để mà chê và đôi được anh em ạ. Và điều đặc biệt thì anh em xài sản phẩm này thì anh em có thể nghe qua TV vẫn rất là ok luôn. Rồi anh em thấy sao về sản phẩm Sansui 367 DG thì xin hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những lần tới.